Nếu thực khách nào muốn thưởng thức ẩm thực trong một không gian xanh vô cùng gần gũi với thiên nhiên thì hãy đến với nhà hàng Chiến Tình nằm bên dòng sông Lạch Tray tại số 71 Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Đây là nhà hàng đã xác lập hàng loạt kỷ lục Guinness nổi tiếng như xác lập món bánh đa cua, món ăn đặc trưng của người Hải Phòng là một trong 50 món ăn đặc sắc của Việt Nam, xác lập kỷ lục về nồi bánh đa cua lớn nhất Việt Nam. Tại đây, ngoài những món ăn đặc trưng là bánh đa cua, lẩu cua đồng, thì thực khách được thỏa sức lựa chọn các món ăn mang hương vị đặc trưng từ rừng cho tới biển, được các đầu bếp dày dặn kinh nghiệm và nhân viên thân thiện sẵn sàng phục vụ. Không chỉ là địa điểm vô cùng lý tưởng cho các buổi liên hoan sinh nhật, sự kiện quy mô, mà nhà hàng Chiến Tình còn có trung tâm tiệc cưới với giá cả cạnh tranh và nguồn nguyên liệu thực phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng, sạch và an toàn nha các bạn. Thưởng thức các món ngon, có thêm những bức hình thật đáng yêu và vô cùng chìm cùng bạn bè người thân trong không gian xanh mát bên sông là trải nghiệm bạn sẽ không thể nào quên. Hãy lên kế hoạch để đến với nhà hàng Chiến Tình ngay thôi nào!